Tôi là Thành Đô, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Hiện tại tôi cũng đang là sáng lập trường đào tạo tài chính cá nhân đầu tiên tại Việt Nam. Ngay khóa học để sở hữu những bí quyết tuyệt vời này, và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.